Thưa quý khán giả, thắp sáng đường quê là một mô hình đem lại nhiều hiệu quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở nhiều xã thị trấn thuộc huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương, tạo điều kiện để bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận tại xã Trường Xuân B, vùng giáp ranh với tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang. Tuyến đường 10 thước kênh KH7 thuộc hai ấp Thới Thanh A và Thới Hưng B, xã Trường Xuân B, dài 2,2 km, được nhà nước đầu tư mở rộng từ 2m lên 4m, nhân dân hiến đất qua màu và dự kiến trúc. Đường hoàn thành góp phần nâng chất tiêu chí giao thông của địa phương. Tuy nhiên, ban đêm, việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Xuân B phối hợp các tổ chức thành viên của mặt trận xã cùng nhau thực hiện mô hình thắp sáng đường quê. Sau khi lộ xong đó thì có họp là dân là lại để là xây dựng cái tuyến đèn đường cho là sáng và vận động bà con là trồng những cái hoa là theo là tuyến lộ cho nó đẹp, thì bà con rất là đồng tình để ủng hộ làm tuyến đèn là đường. Sau khi là làm xong thì đốt là ban đêm là sáng, bà con rất là vui mừng để không còn là sợ cái mất an ninh trật tự và trộm cắp. Đoạn kinh 10 thước thuộc ấp Thế Thành A có 45 hộ dân. Qua hộ dân thống nhất mỗi hộ đóng 1 triệu đồng để thực hiện mô hình. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã vận động trong và ngoài địa bàn xây dựng 66 trụ đèn, tổng kinh phí 60 triệu đồng. Đoàn thanh niên cũng như cựu chiến binh là thực hiện việc là trồng trụ cũng như là kéo dây, lắp bóng đèn và vô điện cho người dân, tạo cho người dân là cái có đoạn đường là ánh sáng, đảm bảo về an ninh trật tự cũng như là xây dựng tuyến đường đẹp trên cái địa bàn ấp Thế Thanh B, đoạn thuộc 10 thước, góp phần thực hiện cái tiêu chí xây dựng nông thôn nâng cao cũng như là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Còn tuyến đường cặp sông U Môn bờ trái thuộc ấp Trường Ninh, rộng 2m và 2,5 km, được nâng cấp mặt đường cao thêm 7 cm. Sau khi hoàn thành, mặt trận và các đoàn thể xã vận động 200 hộ dân sinh sống trên tuyến đóng góp được 150 triệu đồng, lắp đặt 100 trụ đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường quê và ban đêm. Qua hoạt động thì có 16 mô hình có trên nhiều lĩnh vực, nhất là mô hình về lĩnh vực là phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh trật tự. Đặc biệt thì cái mô hình là an ninh trật tự là đèn tuyến đường chiếu sáng của ấp Thế Na, là khi thực hiện thì nó sẽ đảm bảo an ninh trật tự, góp phần là nâng cấp các cái tiêu chí về giao thông cũng như là tiêu chí về cái quốc phòng an ninh, để làm sao tạo điều kiện cuối năm để huyện công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, xã Trường Xuân B tiếp tục thực hiện xây dựng đường kết hợp với làm cột cờ, đèn chiếu sáng tuyến lộ giao thông nông thôn sông U Môn bên phải, chiều dài 1,2 km, kinh phí vận động hơn 70 triệu đồng. Mô hình thắp sáng đường quê góp phần tạo cảnh quan môi trường đi lại thuận tiện, qua đó còn khẳng định tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn ngày thêm khởi sắc.